Phong trào biểu tình của những người nông dân Pháp bắt đầu diễn ra từ ngày thứ Năm tuần trước và ngày càng có xu hướng lan rộng. Ban đầu họ chỉ chặn đường cao tốc A64 khu vực gần thành phố Toulouse thuộc tỉnh Haute-Garonne. Tuy nhiên, lực lượng nông dân ngày một phẫn nộ hơn và quyết định chiếm cứ nhiều tuyến đường trọng yếu của các tỉnh Ariège, Haute-Garonne hay Haute-Pyrénées đều thuộc miền Tây Nam nước Pháp. Ông Nicolas Suspen, nông dân Pháp cho biết. Vấn đề của nông dân chúng tôi đó là thu nhập ngày càng thấp. Chúng tôi phải mua nguyên liệu và thiết bị ngày càng đắt hơn và phải bán rẻ hơn. Đến một lúc nào đó, mọi thứ trở nên bất ổn và đó là sự bất công. Dự kiến trong ngày hôm nay, nông dân Pháp sẽ tiếp tục làn sóng biểu tình và tiến hành ngăn chặn nhiều tuyến đường giao thông của thành phố Perpignan cũng như của tỉnh Pyrénées-Orientales nằm ở phía nam nước Pháp. Ngoài ra, một cuộc biểu tình với quy mô lớn hiện cũng đang được lên kế hoạch cho ngày thứ Năm tuần này. Trong bối cảnh làn sóng biểu tình của người nông dân ngày càng trở nên nghiêm trọng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Pháp, ông Marc Fesneau bất ngờ tuyên bố hôm Chủ nhật sẽ hoãn việc trình lên Quốc hội dự luật đào tạo nông dân mới trong vài tuần tới với lý do cần đơn giản hóa các quy định áp đặt lên người dân. Dự luật này trước đó đã bị trì hoãn nhiều lần, làm dấy lên sự bất mãn của các tổ chức công đoàn cũng như liên đoàn các nhà khai thác nông nghiệp quốc gia.